chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Survey Việt và mình là Hà Thu. Cũng sắp được gần 2 năm kể từ khi Survey Go phát hành vào ngày 2 tháng 8 năm 2018, đã đến lúc Microsoft cần phải nâng cấp dòng sản phẩm này. Nếu muốn tiếp tục sự thành công của Survey Go từ đời đầu, nhiều thông tin rò rỉ đã xuất hiện và tin tức về việc Microsoft sẽ tổ chức một sự kiện phần cứng vào mùa thu để ra mắt Surface Book 3 cùng với Surface Go 2 đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Và ngay sau đây, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin mà chúng ta cần phải biết về Surface Go 2 sắp ra mắt, xem nó có thực sự đáng mua hay không nhé. Về thiết kế của Surface Go 2 thì Microsoft chắc chắn là sẽ giữ lớp vỏ bằng hợp kim nhôm Mage màu bạc quen thuộc và chân đế Kickstand danh tiếng trên Surface Go đời đầu. Nếu Microsoft muốn thay đổi chút ít về thiết kế để Surface Go 2 thời thượng hơn, điều hãng cần phải làm là thu gọn viền màn hình trên thiết bị lại. Nhưng có vẻ điều này sẽ khó xảy ra với những thiết bị cao cấp hơn như là Surface Pro 7 hay là Surface Laptop 3 cũng chưa được áp dụng thiết kế này, trong khi Surface Go 2 chỉ là một thiết kế giá rẻ. Dòng Surface Pro 6 ra mắt với một biến thể màu đen mới thực sự là thay đổi lớn khi mà người dùng đã cảm thấy quá nhàm chán với màu bạc truyền thống trên các dòng Surface trước đó. Surface Pro 7 và Surface Laptop 3 đã được bổ sung màu mới và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng Microsoft sẽ thêm nhiều màu sắc tươi trẻ trên Surface Go 2. Về thông số kỹ thuật thì Surface Go 2 chắc chắn sẽ được nâng cấp về mặt cấu hình. Cụ thể hơn thì CPU Intel Pentium Gold 4415i đã cũ bên trong của Surface Go sẽ được thay thế bằng chip Pentium Gold mới hơn. Ngoài ra thì phiên bản Core M Series cũng sẽ là phiên bản cao cấp hơn và cung cấp hiệu suất hoạt động nhanh hơn. Từ rò rỉ trên thì Geekbench cho thấy là Microsoft đang phát triển Surface Go 2 với CPU Core M38100i và RAM 8GB. Đây thực sự sẽ là nâng cấp đáng giá cho dòng Surface Go vì phiên bản đời đầu nhận được khá nhiều phàn nàn do hiệu năng yếu kém của CPU Intel Pentium Gold. Một cấu hình mạnh mẽ hơn trong thân hình mỏng nhẹ sẽ là một điểm thu hút người dùng của Surface Go 2. Về mặt hiển thị thì màn hình kích thước 10 inch, độ phân giải 1800x1200 pixel của Surface Go rất nổi bật, thể hiện màu sắc rực rỡ và chi tiết tuyệt vời. Với những lời khen ngợi dành cho màn hình này thì không có lý do gì để Microsoft phải thay đổi. Nếu có chăng thì cũng chỉ là việc tinh chỉnh tấm nền để độ chuẩn màu của Surface Go 2 cao hơn thế hệ đầu mà thôi. Về việc nâng cấp độ phân giải lên 2K là không cần thiết khi sản phẩm có màn hình khá nhỏ và ưu tiên cho việc sử dụng trong thời gian dài. Microsoft đã trang bị cổng USB Type-C trên Surface Go. Không có gì nhiều để cải thiện cổng kết nối ngoài việc tăng chuẩn USB lên tốc độ cao hơn. Chúng ta có thể quên luôn Thunderbolt 3 đi bởi vì là những sản phẩm cao cấp hơn như là Surface Laptop 3 còn không được trang bị kết nối này. Tiếp đến là thời lượng pin. Pin được cải thiện là điều mà người dùng mong muốn nhất ở Surface Go 2. Surface Go đời đầu chỉ kéo dài 6 giờ 6 phút trong bài kiểm tra pin, lướt web liên tục qua Wi-Fi ở chế độ là 150 nits. Đó là một kết quả kém với một máy tính bảng và ít hơn 4 giờ so với mức trung bình. Nếu thực sự muốn cạnh tranh với Apple iPad Pro thì Surface Go 2 cần phải thời lượng pin ít nhất là trên 9 giờ hoạt động ở mức độ tương tự. Surface Go là dòng sản phẩm 2 trong 1, tức là nó cần phải có bàn phím để trở thành một chiếc laptop thực thụ. Dĩ nhiên là Microsoft có cung cấp bàn phím Type Cover dành riêng cho nó, nhưng bạn phải mua thêm chứ không được tặng kèm. Dĩ nhiên là việc này thì sẽ khiến cho mức giá khởi điểm của Surface Go 2 cao hơn, nhưng liệu có ai mua Surface Pro hay là Surface Go mà không mua thêm bàn phím Type Cover chứ? Có lẽ rằng Microsoft thực sự là nên xem xét việc đóng gói luôn bàn phím Type Cover cùng với Surface Go 2 để tiện cho người mua. Về giá bán thì những nâng cấp trên Surface Go 2 có thể khiến giá bán tăng lên một chút so với Surface Go đời đầu, nhưng khả năng cao thì Microsoft vẫn giữ giá khởi điểm vào khoảng $399. Hãng gần như là chắc chắn sẽ cung cấp các cấu hình cao hơn với mức giá đắt hơn. Hiện nay thì tùy chọn dung lượng lưu trữ gấp đôi cấu hình cơ bản sẽ làm giá của nó tăng lên tầm $150, trong khi việc thêm kết nối LTE sẽ tốn thêm $130 nữa. Tất nhiên, mức giá đó thì không bao gồm chi phí cho bàn phím Type Cover và Boost Stylus. Microsoft chưa chính thức công bố Surface Go 2, nhưng những tin đồn về sự kiện ra mắt nó cùng với Surface Book 3 vào mùa thu năm 2020 ngày càng nhiều lên. Và nếu nó trở thành sự thực thì chúng ta sẽ sớm có được trên tay chiếc máy tính bảng này trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Surface Go là một dòng sản phẩm tốt và bất chấp được những nhược điểm như là hiệu năng hay là pin còn yếu kém. Thực tế doanh số đã chứng minh rằng Surface Go đời đầu là một trong những thiết bị Surface bán chạy nhất của Microsoft. Vậy thì hãng sẽ nâng cấp Surface Go 2 với những gì? Liệu những nâng cấp đó có thực sự đáng giá để chúng ta sở hữu nó hay không? Hãy cùng đợi đến lúc Surface Go 2 ra mắt và Survey Việt sẽ đem nó về Việt Nam ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhé. Còn bây giờ thì Hà Thu xin chào và hẹn gặp lại!